ca sĩ Adele từ khu phố bình dân bước lên đỉnh cao âm nhạc. Giải thưởng Brit Awards năm 2016 tại Luân Đôn được vinh dự trao cho ca sĩ Adele cùng với ca khúc When We Were Young. Cô đã nhận tổng cộng 4 mục giải thưởng là bao gồm giải thưởng cho giọng nữ xuất sắc nhất và ca sĩ xuất sắc nhất, cùng Brit Award dành cho album nhạc thành công nhất trong năm. Xin mời các bạn cùng Radio Âm Nhạc tìm hiểu về giọng ca hàng đầu thế giới đi lên từ tài năng của mình nhé. Sinh năm 1988, có thể nói con đường âm nhạc của Adele vô cùng thành công và giới trẻ bây giờ hầu như ở đâu cũng biết tới tên Adele và bản nhạc Hello, khiến cho những ai từng là fan hâm mộ của Lionel Richie một thời trong thập niên 1980 nay phải ngơ ngác. Chỉ riêng bản Hello trên cùng một trang YouTube của cô đã có trên 1,2 tỷ lượt người nghe tính từ cuối năm ngoái cho tới giờ. Với chất giọng contralto, giọng nữ trầm và được tăng thêm một số nốt sau khi giải phẫu cổ họng, những bài hát của Adele mang đầy chất tự sự khiến khán giả bị chinh phục ngay từ những phút đầu tiên. Những bài hát của cô thực sự truyền tải hơi thở cuộc sống ở London, giống như nhịp điệu của những chuyến tàu điện ngầm hay sóng lắc lư trên những chuyến xe buýt 2 tầng. Có thể nói Adele là dân London chính hiệu, sinh ra ở phía Bắc, lớn lên ở phía Nam. Giọng nói của cô mang đậm âm hưởng của tầng lớp bình dân, kể cả thói quen nói bậy ngay cả khi lên sân khấu nhận giải thưởng đêm Brit Award hồi năm 2020. Bất ngờ, đến nỗi các chuyên viên kỹ thuật không kịp tắt tiếng và ban tổ chức phải xin lỗi khán giả đang xem trên truyền hình trực tiếp. Hay ngay cả như dáng vóc đẫy đà của cô khiến người ta liên tưởng ngay tới nhân vật tiểu thư John trong bộ phim cùng tên nổi tiếng thế giới. Mà đúng vậy, những bài nhạc mà Adele sáng tác cũng là những câu chuyện hay như vậy. Như một lần cô tâm sự với khán giả người Anh, một kiểu nói chuyện rất mộc mạc giản dị bình dân, chứ không hề giống như một ngôi sao ca nhạc giàu có. Tôi không thể tin nổi là thổ bé sống ở khu nghèo Brixton, vậy mà giờ đây đã vào diễn trong nhà hát sang trọng Royal Albert Hall này. Quý vị có thấy vui sướng không? Tôi cũng vậy. Bài hát tiếp theo là một ca khúc đã làm thay đổi cuộc đời tôi. Một bài nhạc mà mỗi lần hát tôi đều thấy mình tỏa sáng và kệ mẹ cuộc đời và con người đó. Chúng tôi tha thứ cho nhau và giờ đây có thể làm bạn với nhau. Chắc anh ta sẽ hối tiếc vì mấy bài nhạc này đem lại cho tôi cả 10 triệu mà chỉ có mình tôi hưởng. Và quý vị hãy yên tâm, mà anh ta cũng yên tâm là tôi không có ý đồ để quay trở lại làm người yêu của anh ta nữa. Khi tôi viết nhạc cho album mang tên 21, tôi cố gắng tìm kiếm để viết một bài nhạc mà tôi cảm thấy có thể hòa mình vào đó. Một bài nhạc mà tôi tin là sẽ khiến tôi xúc động. Một bài nhạc mà tôi có thể tự hào giới thiệu nó là do mình viết ra. Và quý vị ai cũng biết cái cảm giác khi bị thất tình, bị mất cái mình yêu quý, cảm giác vô cùng buồn, và tôi đã trút hết giận hờn đau khổ vào anh ta trong bài hát. Và số tiền mà bài hát đem lại cho tôi thực sự đã thay đổi cuộc đời tôi, và tôi rất tự hào về điều đó và giới thiệu bài hát đó đến với quý vị. Someone Like You. Bản nhạc đã làm nên tên tuổi của Adele, mà như cô từng chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn rằng nếu không trở thành ca sĩ nổi tiếng thì cô sẽ đi làm nghề quét dọn như bạn bè cùng lứa mà thôi. Và cô cũng không nhận mình là một diva, chỉ đơn giản là một người phụ nữ biết hát mà thôi. Cô nói rất thích đứng trên sân khấu nhìn xuống dưới, thấy những người phụ nữ nuôi chồng hay người yêu tới nhà hát và người đàn ông đó cứ ngồi ì ra, cho đến khi dần dần bị những bài hát của cô thuyết phục, và đến cuối buổi thì quay sang hôn người phụ nữ đang ngồi bên cạnh mình. Có lẽ đó chính là cái sức công phá khiến cho những bài hát của cô thu hút người nghe đến như vậy, bằng những ca từ rất đơn giản đến mức bình dân, nhưng lại khiến cho tác giả của nó, từng được tờ nhật báo số 1 của nước Anh Guardian xếp cô đứng hàng thứ nhất trong danh sách những người có ảnh hưởng nhất trong làng nhạc, mà ông chủ Simon Cowell nổi tiếng với chương trình X-Factor chỉ xếp hạng thứ 3 mà thôi. Dù học trường nhạc, nhưng lúc trẻ, Adele chỉ là một cô hầu bàn bình thường trong quán cà phê của cô mình. Vậy mà đến năm 22 tuổi, cô đã trở thành người nghệ sĩ tài danh, số tài sản chừng 20 triệu bảng. Theo tác giả Chuck Nuske Burton trong cuốn sách viết về đời cô. Đúng vậy, cô gái này có khả năng đốt lửa trong mưa, như tên một bài hát nổi tiếng khác mà Adele, Set Fire to the Rain. Bài Set Fire to the Rain của Adele, bên cạnh sức mạnh của ca từ và giọng hát, có một điều mà rất ít fan hâm mộ của cô quan tâm tới là anh chàng nhạc công da đen luôn luôn xuất hiện trên sân khấu mỗi khi cô biểu diễn. đó chính là Mike Robertson. Không chỉ là một nhạc công chơi piano bình thường cho Adele mà còn là giám đốc phụ trách âm nhạc cho cô. Nếu chú ý kỹ hơn nữa, quý vị sẽ thấy tên của anh trong danh sách các đại sứ thương hiệu cho hãng đàn Nhật Bản Yamaha. Mẹ tốt nghiệp trường nhạc Hoàng gia Anh, bố chơi nhạc Caribe. Anh chàng nhạc công da đen tài ba này lúc nhỏ đánh trống trong trường, cho nên ngón đàn piano thực sự là giao điểm hòa trộn giữa hợp âm jazz rắc rối và nhịp điệu sâu không dễ bước vào, mang đậm cảnh quan Luân Đôn, cuốn hút người nghe vào một bức tranh đa văn hóa không dễ gì phân định rõ mình đang ở khu vực nào. Có lẽ quý vị sẽ nhận thấy điều này rõ hơn khi nghe lại bản nhạc Hello qua phần trình bày không lời của ban tam tấu Finn Thompson đánh piano làm nền cho violin và cello. Và đã nói đến ngôi sao ca nhạc người Anh này thì không thể nào không nhắc tới một giải thưởng vượt khỏi hai giải thưởng âm nhạc bình thường là Brit Awards ở Anh và Grammy của Mỹ. Đó là chưa kể đến giải Oscar cho nhạc phim hay nhất ca khúc Skyfall do Adele thể hiện trong bộ phim hành động Điệp viên 007 James Bond. Xin chúc cho cô tiếp tục tỏa sáng trên sân khấu, giữ được hình tượng giản dị mộc mạc, dễ gần cũng như những câu từ đi sâu vào lòng người trên những giai điệu nhẹ nhàng truyền cảm mà cô tự sáng tác. Chúc cô mãi đáng yêu như thế. Xin chào các bạn đã đến với trang thông tin âm nhạc và nghệ sĩ Radio Âm Nhạc, nơi cập nhật các thông tin về tình hình âm nhạc, nghệ sĩ đương đại trong nước và quốc tế. Mong rằng sẽ là cầu nối giữa các bạn yêu thích âm nhạc. Xin hãy like và subscribe để ủng hộ cho chúng mình nhé. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo của chúng tôi.